Chào các bạn. Tiếp theo nội dung về nhân tướng học thì hôm nay mình chia sẻ về chủ đề đó chính là nhân tướng học về miệng, tức là xem qua hình dáng của miệng có thể đoán được tính cách cũng như vận mệnh của một người nào đó. Đây là một nội dung rất là hay của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa trong quyển sách đó chính là Xem tướng biết người, cẩm nang về nhân tướng học. Bây giờ chúng ta hãy đi vào phần nội dung. Miệng không chỉ để ăn mà còn để nói. Vâng, và có một câu nói rất là hay, đó chính là bệnh thì từ miệng mà vào và họa thì từ miệng mà ra. Tức là đối với mỗi người, miệng có một vai trò rất là quan trọng, không chỉ trong việc ăn uống mà trong cả việc nói năng giao tiếp hàng ngày. Và trong nhân tướng học thì miệng cũng là một bộ phận rất là quan trọng. Miệng biểu thị phúc lộc, vận thế của một người nào đó khi về già, như cá tính, quan hệ xã hội và tài vận. Phần đầu tiên, chúng ta đi vào một vài cái hình dáng tướng miệng đặc trưng cụ thể như sau. Hình đầu tiên, đó chính là miệng vung, thì là phú quý. Miệng vung, lại rộng, có góc cạnh rõ ràng thì sống rất thọ, lại rất phú quý. Đó, chúng ta nhìn cái hình dáng của cái miệng ha. Nó có hình gần giống hình vuông. Đây là miệng phú quý. Cái hình dáng miệng tiếp theo, miệng hình cung tên, được hưởng lộc quang. Hình dáng của miệng giống như cung tên thì được hưởng lộc quang. Đó, chúng ta để cái hình dáng của miệng ha, nó giống như cung tên á, là đây cũng là cái tướng tốt trong nhân tướng ha, tức là được hưởng lộc quang. Một cái hình dáng miệng tiếp theo đó chính là môi dày, đôi môi nó dày thì là sung túc và dư dả. Tức là người có đôi môi dày, miệng rộng ha, thì sống phú quý lại giàu có. Đây cũng là một cái tướng miệng rất là tốt. Một cái hình dáng của miệng tiếp theo là môi nhọn lật ngược. Tức là môi nhọn lật ngược là người nghèo hèn. Môi nhọn lại lật ngược, dẹt lại mỏng thì nghèo hèn thấp kém. Vì hình dáng miệng như vậy là trong nhân tướng là không tốt. Và đây là một cái kiểu miệng khác. Miệng chó nghèo khổ cơ cực. Chúng ta để ý cái hình dáng miệng á, giống như miệng chó, thì người này là người nghèo hèn và khổ cực. Đây là một tướng miệng không tốt. Tiếp theo là một hình dáng khác. Miệng mỏ chim, nhân duyên kém. Chúng ta để ý cái hình dáng cái miệng ha, giống như mỏ chim, tức là môi trên nhọn và nhỏ, thì người này nhân duyên kém, khó kết bạn với mọi người. Một cái hình dáng miệng tiếp theo, miệng hình đốc kiếm, trọng tiếng nghĩa. Người có miệng giống hình đốc kiếm thì rất có nghĩa khí và trọng chữ tín. Rồi, đến một cái hình dáng khác là miệng như túi mỡ. Miệng giống như một chiếc túi mỡ thì nghèo khổ, cơ cực, về già phải chịu cảnh cô đơn. Tức là hình tượng là một chiếc túi mỡ, thì người này là nghèo khổ, cơ cực, về già thì chịu cảnh cô đơn. Một cái hình dáng miệng nữa, đó chính là miệng giống móc câu. Chúng ta để ý cái hình dáng miệng giống cái móc câu đó, thì người này á, là nghèo khổ cả đời. Rồi, và như vậy là chúng ta vừa mới đi qua 9 cái hình dáng tướng miệng đặc trưng và cái mô tả về nhân tướng học của nó. Bây giờ chúng ta hãy đi qua cái phần tiếp theo, đó chính là những cái nội dung khác về tướng miệng. Hình dáng đầu tiên đó chính là miệng rộng, tướng soái đại tài. Chúng ta để ý cái miệng nó rộng hơn so với những ngũ quan còn lại. Thì tục ngữ có câu đàn ông miệng rộng thì sang, nên hiển nhiên miệng rộng sẽ được đánh giá là tướng tốt.
Người có miệng rộng rộng mở, hào phóng, bao dung, thích trao đổi ý kiến với người khác. Họ cũng rất biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh nên được nhiều người quý mến và tin yêu. Họ cũng có rất nhiều bạn bè và còn có tướng soái đại tài hữu dụng. Con đường hoạn lộ của họ rất hanh thông, thuận lợi cả đời phú quý. Và như vậy đây là một cái tướng miệng tốt, tức là tướng soái đại tài cả đời phú quý. Cái hình dáng ngược lại với miệng rộng đó chính là miệng nhỏ. Miệng nhỏ hẹp, lương thiện, hài hước. Và nếu có một người nào có miệng nhỏ hẹp so với ngũ quan thì tính tình sẽ rất lương thiện, hòa đồng, lại có đầu óc hài hước và nói chuyện rất duyên dáng cuốn hút. Họ biết lắng nghe và thấu hiểu, không tham lam lợi ích cá nhân, không đưa ra những yêu cầu vô lý đối với mọi người nên sẽ được nhiều người yêu mến và kết bạn. Nhược điểm của họ là không giỏi trong việc mạo hiểm nên cũng sẽ không tích lũy được nhiều tiền của, cả đời chỉ được rất ít tiền mà thôi. À, cái người có miệng nhỏ, như vậy là nhân tướng của người có miệng nhỏ hẹp á, là người lương thiện hài hước, được nhiều người yêu quý kết bạn, tuy nhiên á, là cũng không có được nhiều tiền. Tiếp theo là người có môi mỏng. Môi mỏng, giỏi diễn thuyết. Những người có cặp môi mỏng thì cũng rất thông minh, ham học, biết kết hợp giữa lý thuyết và thực tế. Họ cũng có tư tưởng thống nhất nên sẽ hình thành nên một hệ thống triết học nhân sinh riêng của mình. Kiến thức uyên bác cộng thêm khả năng ăn nói bẩm sinh sẽ giúp họ trở nên rất cuốn hút và có sức ảnh hưởng với những người xung quanh. Họ rất phù hợp để trở thành những nhân viên marketing hoặc diễn giả, những ngành nghề đòi hỏi khả năng ăn nói trơn tru và thuyết phục. Nhược điểm của họ là khá keo kiệt, đôi khi hay so đo tính toán thiệt hơn. Điều đó khiến mọi người có cảm giác họ đang tư lợi và không muốn tiếp xúc kết bạn. Như vậy là trong nhân tướng học cũng nói, giống như ông bà ta cũng nói là người có môi mỏng á, thì người này ăn nói giỏi, giỏi diễn thuyết và có cái khả năng là hệ thống hóa. Cho nên những cái nghề phù hợp với cái người có môi mỏng này á, là trở thành nhân viên marketing hoặc là diễn giả. Những cái ngành nghề mà đòi hỏi khả năng ăn nói trơn tru và thuyết phục. Ngược với cái người có môi mỏng thì đó chính là người có môi dày. Môi dày, chân thật, đôn hậu. Những người có cặp môi dày thường tạo cho người khác cảm giác về sự chân thật, đôn hậu. Họ cũng không thích nổi bật, luôn hành động dựa trên cảm giác của cá nhân mình, thiếu lý tính. Họ rất coi trọng chất lượng cuộc sống, thích sử dụng những sản phẩm, đồ dùng cao cấp dù phải chi ra nhiều tiền, nên họ cần cố gắng kiếm tiền nhiều hơn. Người họ khá bảo thủ trong chuyện tình cảm, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ là người đa tình. Một tướng miệng tiếp theo đó chính là miệng lệch. Miệng lệch nè, gặp trở ngại trong sự nghiệp. Miệng lệch không phải là tướng tốt, cho thấy người này tính tình không ngay thẳng, trầm tĩnh và có phần thâm độc. Họ có rất nhiều khuyết điểm như luôn muốn tính toán thiệt hơn so với người khác, khiến mọi người lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Dân gian có câu, thức lâu mới biết đêm dài, ở lâu mới biết lòng người có nhân. Sau một thời gian, tất cả mọi người đều sẽ không muốn giao thiệp kết bạn với họ. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ cũng nhất định không nhượng bộ, nên sẽ thường xuyên va chạm với mọi người, dẫn đến xung đột gay gắt, khiến sự nghiệp gặp nhiều trở ngại. Ngay cả khi thất bại, họ cũng không nghe theo lời khuyên của mọi người, nên sẽ không đạt được nhiều thành tựu lớn. Đây, như vậy là miệng lệch là một nhân tướng học cũng không tốt. Lệch là một nhân tướng học cũng không tốt. Hình dáng tiếp theo, môi trên và môi dưới bằng nhau, luôn tuân thủ nguyên tắc. Người có hai môi bằng nhau thường luôn tuân thủ nghiêm ngặt mọi nguyên tắc trong khi làm việc, hành động cũng như kế hoạch đã đề ra, thường không bỏ qua bước nào, khiến mọi người xung quanh rất an tâm và tin tưởng. Tuy nhiên, họ cũng khá cứng nhắc, không có khả năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống, ít khi tức giận và cũng không biết điều chỉnh cảm xúc của mình. Hình dáng tiếp theo đó chính là người có đôi môi tròn. Chúng ta để ý cái hình ha, tức là đôi môi nhìn rất là tròn. Môi tròn, đơn giản, không toan tính. Người có đôi môi tròn suy nghĩ đơn giản, trong sáng, không toan tính. Lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan, không vụ lợi. Thái độ ung dung, tự tại của người này khiến mọi người ngưỡng mộ. Hơn nữa, người có môi tròn còn thích giúp đỡ người khác,
bởi vậy rất được mọi người yêu mến. Khuyết điểm của họ chính là hơi cứng đầu, thường có tâm lý lo lắng, sợ sệt, bởi vậy thiếu cảm giác an toàn. Thái độ dè chừng này của họ cũng khiến người khác phải ngại ngùng khi tiếp xúc với họ, từ đó ảnh hưởng tới sự phát triển của tình cảm. Hình dáng tiếp theo, quanh miệng có nếp nhăn. Đó, chúng ta để ý là quanh miệng nó có những nếp nhăn. Vất vả mới thành công. Người có nếp nhăn ở quanh miệng thích lợi ích vật chất, do vậy họ rất tích cực kiếm tiền. Họ quan tâm tới bạn bè và coi trọng tình cảm. Tuy nhiên, họ thường phải đau khổ về chuyện tiền bạc và gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Về mặt công việc, họ thường gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, sự nỗ lực hết mình trong công việc cuối cùng cũng sẽ được đền đáp, tức là họ phải trải qua nhiều sóng gió thì mới có thể thành công. Khi về nhà, họ dễ để xảy ra sai sót trong quản lý tài chính. Do vậy, cần lên kế hoạch cặn kẽ, tỉ mỉ mới không rơi vào tình cảnh khó khăn. Một cái tướng miệng tiếp theo đó chính là khóe miệng hướng lên. Chúng ta để ý hai cái khóe miệng phía sau nó hướng lên trên. Người có khóe miệng hướng lên thường tích cực lạc quan, gặp phải thất bại cũng sẽ không kêu ca oán thán hay nhục chí. Dù làm việc gì họ cũng rất nỗ lực và ham học hỏi, do vậy họ rất tích lũy được nhiều kinh nghiệm và tài nghệ. Họ rất tốt với bạn bè, không keo kiệt chuyện tiền bạc, bởi vậy mối quan hệ của họ với mọi người rất tốt đẹp. Họ thường gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ, do đó sự nghiệp thăng tiến rất nhanh. Đương nhiên, nếu không được quý nhân giúp đỡ thì họ vẫn có thể bước những bước vững chãi trên đường đời bằng chính đôi chân của mình. Vâng, như vậy đây là một cái tướng mệnh tốt. Ngược với cái người có khóe miệng hướng lên trên thì tiếp theo đúng, không giỏi giao tiếp. Người có khóe miệng trễ xuống thường bảo thủ, cố chấp, không giỏi quan hệ, vụng về trong đối nhân xử thế, thích làm mọi việc một mình. Tuy nhiên họ lại có thể dũng cảm phá vỡ quan điểm cũ. Họ cũng có thể chịu đựng khổ cực, bởi vậy cần phải nỗ lực phấn đấu trong thời gian dài mới có thể thành công trong sự nghiệp. Họ kiếm tiền không dễ dàng, do đó cần phải thận trọng trong việc quản lý tài chính. Họ tốt nhất nên lên kế hoạch cụ thể, tránh để xảy ra tình trạng thất thoát tiền bạc do làm ăn thua lỗ. Tiếp theo, người có nếp nhăn khóe miệng kéo dài xuống dưới. Thiện ác rõ ràng. Người có nếp nhăn khóe miệng kéo dài xuống dưới, biết phân biệt thiện ác, làm việc quyết đoán, không thích thay đổi. Bởi vậy dễ khiến người khác hiểu lầm là người cố chấp. Họ rất coi trọng lợi ích vật chất, bởi vậy đôi khi tỏ ra là người thích bới móc trêu chọc người khác. Trong quan hệ đối nhân xử thế, có thể tiêu tốn sức lực vào việc mở rộng quan hệ tình cảm với các mối quan hệ xã hội khác. Tuy nhiên, trong quá trình giao tiếp, nếu có ai đó xúc phạm tới họ thì họ sẽ không để yên. Ngoài ra, nếp nhăn khóe miệng kéo dài còn được mọi người cho đó là nếp nhăn trường thọ. Bởi vậy, có lẽ những người có nếp nhăn kiểu này là những người sống rất thọ. Một cái kiểu tướng miệng nữa đó là môi mỏng, chóp mũi nhọn. Tức là vừa môi mỏng mà vừa chóp mũi nhọn, là ưa châm chọc người khác. Người có môi mỏng, chóp mũi nhọn thích bới móc khuyết điểm của người khác. Trong quá trình giao tiếp, họ thường nói những lời lẽ châm chích, giễu cợt người khác. Bởi vậy họ thường gây chuyện thị phi, khiến người khác có ác cảm. Cũng chính vì vậy mà họ thường tự chuốc lấy phiền phức. Họ không giỏi quản lý tài chính, thường đưa ra quyết đoán sai lầm. Hơn nữa, không được quý nhân giúp đỡ. Bởi vậy, quanh năm luôn ở trong tình cảm túng thiếu, thậm chí còn có nguy cơ phá sản hoặc nợ nần. Tiếp theo là hình dáng miệng là môi trên nhô ra, kiêu căng tự phụ. Người có môi trên nhô ra có tài ăn nói lưu loát, thích tranh biện với người khác để chứng minh quan điểm của mình là đúng đắn. Tuy nhiên, lời lẽ của họ lại cho thấy họ là người nhỏ nhen, ích kỷ, coi thường người khác. Do vậy họ thường tạo ra cho người khác ấn tượng kiêu căng tự phụ. Vậy nên họ không có bạn tri kỷ, quan hệ giao tiếp cũng không tốt. Liên tưởng đến cái hình dáng miệng này giống như là cái nhân vật là Seiko trong Doraemon đó ha. Ngược lại là hình dáng miệng môi dưới nhô ra,
thiếu tinh thần đoàn kết tập thể. Người có môi dưới nhô ra, tính toán, kiên cường, không thích ỷ lại người khác, bởi vậy họ khá tự lập. Tuy nhiên, do quá chú trọng tới việc theo đuổi lợi ích cá nhân mà quên mất lợi ích tập thể, thiếu tinh thần đoàn kết hợp tác, bởi vậy họ không thể tiến xa trên con đường sự nghiệp, mà lại để lãng phí rất nhiều sức lực. Về mặt tình cảm, họ bồng bột, thiếu chín chắn, khiến đối phương không thể chịu nổi. Nếu không sửa tính tình này thì tình cảm khó mà duy trì được lâu dài. Tiếp theo là tướng miệng là hai môi đều nhô ra. Tức là mọi người thường nói là mỏ nhọn hay là mỏ nó chu ra. Thường đắc tội với người khác. Người có hai môi đều nhô ra, tính tình tùy tiện, thường không biết phải trái, nên dễ đắc tội với mọi người khi giao tiếp. Do đó thường mang lại nhiều phiền toái cho bản thân và gây rắc rối cho người khác. Họ rất coi trọng lợi ích vật chất, bị mờ mắt trước đồng tiền. Họ thích đầu tư tiền bạc vào kinh doanh, xong lại tư tiền bạc vào kinh doanh, xong lại thiếu may mắn. Do vậy phải chịu thua lỗ mà không được như mong muốn. Vậy nên việc họ cần làm là lên kế hoạch quản lý tài chính cẩn thận. Một cái kiểu miệng tiếp theo đó chính là môi không khép chặt, do dự thiếu quyết đoán. Người mà hai môi không thể khép khít vào nhau, tính tình nóng nảy, vội vàng, dễ xúc phạm tới người khác, hơn nữa rất coi trọng lợi ích, thích dành phần lợi về mình, do vậy không được mọi người yêu mến. Trong phát triển sự nghiệp và quản lý tài chính, người có kiểu môi này thường hay do dự thiếu quyết đoán, do đó đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt. Nhẹ thì khiến cho sự việc không thể thành công, mà nặng thì gây hậu quả nghiêm trọng. Vâng, như vậy là chúng ta đã đi qua nhân tướng học về các loại tướng miệng. Nguyên trong cái quyển sách là Xem tướng biết người, cẩm nang về nhân tướng học của tác giả là Thiệu Vĩ Hoa. Cho nên mình xin phép là không bàn tính đúng sai ở đây. Rõ ràng đây là một phần nội dung rất hay và bổ ích cho những ai đang cần đến nó. Và nếu chúng ta áp dụng tốt, sẽ giúp ích rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc của mình. Sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận con người tốt hơn, kết giao với đúng người hơn, và từ đó thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Nếu thấy video này hay và hữu ích, các bạn hãy cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ video. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.